có khi nào mà khách uống rượu say mà té mất rượu lên đầu không? Có đấy, ba ly được chuẩn bị đấy. Ba ly được uống rượu là không chậm đâu, cái này này. Hôm nay Tokin sẽ quay một video nhỏ nhỏ tặng cho anh Balin. Bây giờ anh Balin sẽ đi từ đó lấy cái áo đó. Sorry mọi người nha, quên mất cái áo. Hello, hello, chào. Ok, chào mừng Balin. Chúc năm mới nha, Balin nha. Chúc mừng năm mới nha. Cảm ơn Balin qua thăm nha. Tí nữa chiều chiều ở lại hát hò tí cho vui chứ. Chương trình ca nhạc bây giờ. Chiều chiều anh em mình hát thôi. Đây là thợ nướng. Tôi hát ở đây đi. Một bài đi. Sao về làm cái gì? Đem quạt đến đó luôn. Sau đây sẽ để giúp tôi lại. Cơm làm đây nha. Bên đây. Bên này là bên kia ấy. Ông này là hút thuốc lào rất khỏe. Sau đây là bài Hoa Nở Không Màu, qua phần trình bày của cố nghệ sĩ Idio. Và guitar Dream, qua phần hỗ trợ của Tâu Kim, Ba Giàn. Anh em nhớ lại và chia sẻ cho cảnh mình nha anh em.
Alo, xin chào tất cả các bạn. Đây là đến với vườn hoa vườn của Vinh Siêu. Mình qua kênh của mình nhé. Mình là Phạm Tuấn Vũ mọi người. Đây là vườn hoa của Lu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.